Có bạn nữ nào ở đây gặp phải trường hợp đó là được tư vấn một chai nước hoa rất là ngon, nói rằng là mùi nó rất là sexy quyến rũ, nhưng mà khi các bạn mua về, việc đầu tiên các bạn xịt và gặp phải đó chính là trường hợp đi ra ngoài đường ngửi đâu cũng thấy mùi nước hoa của mình. Riêng mình chứ nếu mà mình mà là chị em phụ nữ ấy, thì cái việc đụng hàng về quần áo đã khó chịu rồi, đụng hàng về mùi hương thì lại càng khó chịu nữa, đúng không? Chúng ta đã quá quen với những cái tên như là Kilian, Gucci, hay là những cái mùi như là Baccarat Rouge 540. Rẻ hơn chúng ta có Gucci Bloom, rồi những cái mùi như là Narciso, Jean Paul Gaultier, Scandal. Nếu như bạn là một người đặc biệt, bạn không muốn cái sự đụng hàng đó, bạn muốn mình phải nổi bật giữa đám đông và bạn phải để lại ấn tượng với người khác, thì mùi hương mình giới thiệu tới trong ngày hôm nay đó là một cái sản phẩm của nhà Xerjoff trong cái line Casamorati, đó là Lira, một cái mùi hương mang cái tông mùi ngọt ngào có xu hướng đồ ăn và đặc biệt là sử dụng rất tốt vào mùa đông, đủ sức để có thể thay thế những cái chai nước hoa rất nổi tiếng mình vừa kể trên với một cái mức giá cũng gọi là hơi cao một xíu. Và hôm nay cùng với nhau tìm hiểu mùi hương đó như thế nào nhá. Đầu tiên chúng ta xem qua một chút về ngoại hình đi. Các chị em phụ nữ đôi khi mua một mùi nước hoa chỉ vì nó đẹp thôi. Cái chai nước hoa này thừa sức đáp ứng được những cái yếu tố đó. Một cái thiết kế trông rất là đẹp và với một cái màu vàng. Vàng đây thì hơi kiểu vàng kem, và các bạn có thể thấy rằng là cái thiết kế nắp cũng rất là đẹp cùng một cái tua rua. Cái tua rua này thì bạn hoàn toàn có thể tháo ra tháo vào nhá. Còn về phần thiết kế thì tóm lại là cái line Xerjoff Casamorati này thì kể cả nam hay nữ thì mùi hương cũng như là về cái chất lượng hoàn thiện cũng rất là ok. Bạn có thể để bày tầm 3-4 mùi thì rất là ổn luôn. Còn bây giờ chúng ta đến với phần mùi hương của chai nước hoa này. Các bạn có thể thấy là gần đây thì có vài kênh YouTube cũng như là khá là nhiều người bán hàng đang quảng cáo rất là nhiều sản phẩm của nhà Xerjoff trong cái line Casamorati này. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái giá để bỏ ra sở hữu một chai 100ml này cùng một cái hộp rất là đẹp đó là khoảng tầm 5 đến 6 triệu đồng, không phải là một cái giá rẻ, đúng không? Mà nếu như các bạn blind buy, các bạn không đến tận nơi thử thì việc các bạn fail mình nghĩ là khá là nhiều. Tại vì với cá nhân mình đã thử qua vài mùi trong cái line Casamorati của nhà Xerjoff này thì mình thấy một điều rằng là không phải mùi hương nào cũng đáng mua, nhưng với Lira thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn là một fan của những cái mùi đồ ăn, mùi gu măng ấy, nó lại là những cái mùi bánh, mùi vani, thì các bạn phải thử qua em này, mình nói thật đấy. Tại vì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi cam ở đây nó như kiểu là những mùi bánh cam nướng vậy. Nó có một cái độ ngọt xốp của bánh cùng cái vị đặc trưng, cái vị ngọt đặc trưng của cam. Nhiều người nói rằng là người ta ngửi thấy mùi của chanh ở trong này, nhưng mà với cá nhân mình thì mình nhận thấy rằng là nếu như các bạn mua những cái bánh xốp ở ngoài sao cây ấy, nó có cái bánh xốp cam ấy, thì cái mùi hương này nó cực kỳ giống, chỉ là cái nét của vani ở đây nó có phần gọi là ngon hơn, nó có phần như kiểu là đắt đỏ hơn so với những cái bánh xốp có giá hơn 20.000 ở trong sao cây. Thì đấy là cái top nốt của chai nước hoa này, nhưng cái top nốt này nó sẽ chuyển biến trong khoảng tầm 5 đến 10 phút xịt. Với cái mùi hương này thì ngay cái top nốt này thôi mình đã ngửi phát mình đã bảo ui, mùi hương này chắc chắn nếu như được mọi người biết tới thì nó sẽ là một cái mùi rất là đáng yêu, nhưng mà nó không kém phần sang trọng. Và khi dry down đó là cái mùi cam nó dịu xuống thì các bạn sẽ nhận thấy một cái độ khét cùng với một cái mùi hơi kiểu nó có cái hiệu ứng khói của caramel cháy. Nó như kiểu là các bạn đun những cái mẻ caramel vậy, cái nước đường ấy để các bạn đổ vào caramel ấy thì các bạn ấy sẽ kiểu nấu lên và rồi các bạn sẽ thấy rằng là nó vẫn kiểu đang trong cái dạng lỏng và nó bốc hơi lên đấy. Thì các bạn chỉ cần tưởng tượng thêm ở đây là các bạn thả một chút cam thảo vào, cái mùi caramel bắt đầu hơi cháy, cái đường bắt đầu cháy lên, rồi cùng vị ngọt khá là nhẹ của cam thảo nó mang tới một cái mùi hương cực kỳ là hấp dẫn. Gần ở đây thì gần như là cam biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện nữa, và cái mùi bánh vani cùng với cái mùi hơi cháy của nó không khét như là Baccarat 540 của MFK nhá, mà nó rất là dễ chịu. Và mình thấy là mùi hương này nó cứ như vậy, nó sẽ nhẹ dần ở trên da và nó có mang tới cho mình một cái cảm giác đó là nó không bị cái xu hướng kiểu vón củng, kiểu ngửi nó lúc nào nó bị đầy cái khoang mũi, kiểu bị khó chịu ấy. Cái cảm giác những cái vani ở đây là những cái bột vani nó được làm, nó được sàng rất là mịn màng, chứ nó không mang tới một cảm giác kiểu ngửi nó cứ một cục một ấy. Thì Lira nó làm rất tốt điều đó. Về độ bán tỏa của em nó thì có một điều đó là em này nó có độ tỏa hương ở ban đầu khá là tốt. Khi mà nó phải tầm hơn một cánh tay khi mới xịt ra phát thì mình ngồi ở ngoài phòng khách, người yêu mình ngồi trong bếp vẫn có thể ngửi thấy và ui mùi gì ngửi giống mùi bánh thế, bánh cam ấy. Đấy là cái điều rất hay ho. Và em này thì cái độ tỏa hương của nó cũng giữ ở mức một cánh tay, nha. Những bạn nào thích những cái mùi hương bán tỏa tốt thì các bạn có thể thử qua Lira của nhà Xerjoff. Và một cái điều nữa đó là mặc dù tỏa rất tốt nhưng mà mùi hương nó không bị cảm giác kiểu gây khó chịu, kiểu nó bị ngột ngạt. Mặc dù các bạn ở trong những không gian hẹp thì Lira này nó không mang tới cảm giác vậy. Thế mà em này thì nó lưu cũng không, có nghĩa là so nó với cái độ tỏa hương thì Lira lại có một cái độ lưu hương khá là khiêm tốn. Mà em này chỉ lưu ở trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng. Mình thì mình mong chờ nó được lưu nhiều hơn. Nhưng mà mình nghĩ rồi, mùi hương này ấy, có lẽ rằng là nó sẽ sử dụng vào những cái thời điểm thích hợp hơn là để các bạn sử dụng được cả ngày. Vậy thì cái phong cách cụ thể để các bạn có thể sử dụng tốt Lira đó chính là gì? Mình nghĩ là với một cái mùi hương này nó mang tới một cái phong cách, thứ nhất là khá là trẻ trung, mùi hương nó không bị già, đấy là điều tiên mà mình cảm thấy. Cái thứ hai đó là mùi hương nó mang tới cho mình một cái cảm giác rất là kiểu đáng yêu, kiểu dễ gần, nó không phải kiểu sexy, không phải kiểu quyến rũ, nó không bị cái cảm giác là kiểu mời gọi, mà các bạn thấy là cô gái ở đây khá là kiểu gần gũi, khá là hòa đồng và có một cái gì đấy khá là hiền kiểu như vậy. Và em này ấy, thì mình nghĩ là nó rất là phù hợp với cái khung cảnh đó là các bạn đi uống trà chiều, cái phong trào uống trà chiều giống ở bên Anh ấy, ở trong những cái không gian khá là sang trọng. Cái mùi hương này mình nghĩ là đây là một cái mùi hương sử dụng trong những cái dịp sang trọng. Bạn có thể đi tiệc, đi đám cưới, rồi đi tất niên thứ ở trong những cái không gian sang trọng nhưng mà nó khá là nhẹ nhàng ấy, chứ nó không bị kiểu ồn ào ấy, thì xịt Lira này hợp lý đây. Và em này thì mình khuyến khích là các bạn nên xịt ở trong cái môi trường ở tầm dưới 27 độ C, tầm từ 15 cho đến 25 độ là hợp lý. Và nếu như các bạn muốn đi hẹn hò trong những cái buổi đầu mà các bạn có thể là chưa biết rõ đối phương như nào, mà các bạn muốn kiểu mang tới một cái hình ảnh kiểu tôi cũng không quá là dễ dãi, nhưng mà tôi cũng không quá là khó tính, có nghĩa là kiểu thăm dò nhau ấy, kiểu tạo cho nhau một cái hình ảnh gọi là dễ gần, dễ thân thiện để cho nhau có thể hẹn hò đến buổi thứ hai, thì mình nghĩ là Lira là một cái mùi hương như vậy. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ là chắc chắn anh chàng nào ngửi thì cũng rất là tò mò, không biết là liệu bạn có làm bánh không, liệu bạn có phải là một đầu bếp làm bánh ở một cái khách sạn nào đó không, tại vì người cái mùi hương này nó liên tưởng tới hình ảnh như thế. Có rất một cái điều mà mình đã nói ngay từ đầu đó là về phần giá của em nó khoảng tầm 5 đến 6 triệu đồng cho một chai 100ml, thì đây là một cái mức giá không quá là nhiều. Bạn ở Việt Nam, những bạn nữ ở Việt Nam ở cái độ tuổi khoảng tầm từ 20 cho đến 30 có thể gọi là dễ dàng gật đầu bỏ tiền ra mua. Nhưng mà nếu như bạn đang lăn tăn với những cái mùi như là Baccarat Rouge 540 này của nhà MFK, hay là Kilian của Goldman, hay là Black Phantom chẳng hạn, đấy là những cái tông mùi ngọt, thì mình nghĩ rằng là bạn nên thử qua Lira của Xerjoff đi. Một cái sự đổi gió, một cái sự mà mình nghĩ rằng nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những cái mùi mà các bạn đang được tư vấn. Thì mình rất mong các bạn có thể thử qua em này, và các bạn nào đã có rồi thì các bạn hãy comment cảm nhận của các bạn ở bên dưới về Lira của Xerjoff trong cái live Casamorati này. Và nếu như thấy video hay thì cũng làm ơn ấn vào nút like, share, và nếu như chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận được nhiều video hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.